Vậy là món bò kho của mình đã hoàn thành rồi mọi người ơi. Nếu mọi người thích thì có thể ăn với bánh mì, hủ tiếu, phở. Hi, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel của ba chị em mình. Hôm nay mình sẽ nấu món bò kho. Và đây là nguyên liệu gồm có là thịt bò, trái dừa tươi, cà rốt, gừng, sả, hành tím, tỏi, hạt màu điều, quế và tai hồi. Mình ướp trong vòng ít nhất là 30 phút, còn không nữa thì các bạn ướp 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ ngon hơn. Nếu các bạn thích thì có thể mua cái gia vị bò kho về bỏ thêm cho nó thơm ngon. Còn hôm nay mình nấu thì sẽ không có bỏ cái gia vị bò kho đó. Vậy là món bò kho của mình đã hoàn thành rồi mọi người ơi. Nếu mọi người thích thì có thể ăn với bánh mì, hủ tiếu, phở. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.